Các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếng hôm qua mình chật tím này, kệ, okay. Vẫn được. Ai bảo hôm qua dính karaoke xong phải ghép nhạc này ra ngoài và cắt hết chiếc tiếng và điện thoại đi. Đi bảo thế nếu nghe kệ ha, thằng Long đã bị đời Long rồi. Cái gì cho mẹ đâu có tiếng hay. Rồi. Không có quạt rồi. Được rồi. Quay kiện tới tập tự tới anh kiện rồi. Cái lúc nào thọ đến ra buồn ngủ. Rồi. Cái lúc nào mình đến ra buồn ngủ. Mình ngủ mấy anh đi. Bảo mang tay đi cho mà không ta về chưa về. Chưa về đâu. Chắc hôm nay nó về chiều mang đi. Mà đi xong về về chắc nó phải sáng nữa chứ. Dạ. Chắc về không xong nó phải sáng nữa chứ. Nó bị cắt tóc mà thôi. Cắt tóc hợp lý ấy, tít lại. Vừa trỏ luôn. Ta nghe về lại mất 2 ly nữa. Ai bảo mày mua? Ai bảo mày mua? Ờ thì mày mua ta nghe. Thế, nhưng kêu cái tờ. Nhưng mà thế cái mẹ cái có vỏ ở chỗ đấy có ngăn bàn không, có ngăn kéo không? Dạ. Chỗ này có ngăn kéo đấy đây ở dưới đây không có ở đây có nhưng mà không có vỏ. Em mày xem mấy cái tầng dưới anh Cường có dấu gọt không? Anh Cường chưa đi dấu gọt đấy trước phủ vứt hết trên đấy cái hộp đấy. Cô mày mang dưới đâu? Đâu? Thì... vứt hết ở đây đấy. Để đưa. Vứt hết ở đây rồi. Đi không? Người yêu ở đây mà luôn xa nhau. Bỏ. Vậy là mình đã tô màu xong này, các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình đã đi tô màu xong nhé các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn.
đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lần like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn nhé. Mấy cái mà phục màu mà phục màu đây đi còn mạnh à, tìm thì giáo tìm có trong lòng bố phải tìm được đi. Còn mò đấy các bạn. Muốn tải đồ đó có vỏ được không? Ơi sao? Cái đôi quay này không quay được à? Quay được ngang đâu? Đấy đây nhìn này đang xem này. TikTok á? Ừ. TikTok quay nào được ngang? Xem thẳng này ơi, không hề xem ngang ngang mới thích. À, xem like thì xem được ngang. Xem like được ngang rồi cả. Ấn hẳn vào trong ư. Ấn hẳn vào xem like. Đấy, có chỗ góc cái ghề ấn ngang. Đây à? Trên. Đấy. Rồi ấn chỗ comment đi thì ấn góc. Bên cạnh, ấn bên cạnh. Đấy, rồi. Cái lồ ta nó xem lại và giả điếu luôn mà. Điếu luôn. Xem lại chim bắn su mà. Cô hội đó vừa mới nói xong mà cô Yên Phú đó có con mai ghi đúng không? Ừ con lạn nó biết là đây mà người yêu ơi để bên xa nhau đến bắc rồi nhớ thương chỗ nào chẳng có hồi nhưng đi lạ thì đấy là một con gấu này đi lại đâu ấy rồi là hồng đấy này cơ mà này tôi điếu bia để chị mẹ tao biết tao biết tao. Có chịu ấy lồn mẹ đang ngồi cứ bập ba bập bênh xuống giặt con luôn nhưng mà lại đâu có cái tự à
Vậy là mình đã đi tô màu xong nha các bạn nhé.